trong 30 năm thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa hội nhập với thế giới, tận dụng tối đa cơ hội từ bên ngoài phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Việt Nam đã chủ động, tích cực xây dựng mối quan hệ đối tác tin cậy, phát triển sâu rộng với nhiều quốc gia, trong đó một trong những điển hình thành công nhất chính là mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc. Với sự chỉ đạo, định hướng của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh cùng tinh thần chủ động, sáng tạo, mối quan hệ với Hàn Quốc là một trong những trọng tâm của công tác đối ngoại của tỉnh Thái Nguyên. Nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành điều kiện để Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc tỉnh Thái Nguyên được thành lập. Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc tỉnh Thái Nguyên được thành lập theo quyết định 1687 QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 6 tháng 8 năm 2014 với mục đích tăng cường sự đoàn kết giữa nhân dân, các tổ chức, cá nhân của tỉnh Thái Nguyên và Hàn Quốc, kết nối hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, tài trợ tình nguyện giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, hỗ trợ thúc đẩy giữa các tổ chức cá nhân Thái Nguyên-Hàn Quốc trong các lĩnh vực kinh tế, hợp tác đầu tư, thương mại. Tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua cũng đã có những mối quan hệ hết sức tốt đẹp với các đối tác của Hàn Quốc. Từ năm 2005, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Kiêng Sang Búc Đô, Hàn Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác kết nghĩa. Từ đó đến nay có rất nhiều các chương trình hợp tác đã được triển khai rất hiệu quả và ý nghĩa. Năm 2013, tập đoàn Samsung đã đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên. Đi cùng với đó là sự tham gia đầu tư của rất nhiều các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thái Nguyên. Trong bối cảnh đó, Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc được thành lập để nhằm góp thêm phần tích cực phát triển mối quan hệ ngoại giao nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Việt Hàn tỉnh Thái Nguyên đã tích cực chủ động triển khai nhiều hoạt động giao lưu, kết nối tăng cường giao lưu giữa các cơ quan đơn vị, cá nhân của Thái Nguyên với Hàn Quốc thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân. Đặc biệt, tháng 12 năm 2017, Hội Việt Hàn tỉnh Thái Nguyên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc, 22 tháng 12 năm 1992, 22 tháng 12 năm 2017. Đây là sự kiện quan trọng góp phần duy trì và thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa tỉnh Thái Nguyên với Hàn Quốc, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của hội trong kết quả hợp tác với Hàn Quốc của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn vừa qua. Hàng năm, hội phối hợp với Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên, các trường trung học cơ sở tổ chức các chương trình giao lưu, trao đổi đoàn giữa cán bộ công chức của Thái Nguyên với tỉnh Kiêng Sang Búc Đô, phối hợp làm cầu nối hỗ trợ các địa phương, đơn vị thuộc tỉnh tăng cường mở rộng hợp tác với các địa phương đối tác Hàn Quốc, thiết lập mở rộng hợp tác hữu nghị giữa thành phố Sông Công, huyện Phú Lương với các địa phương của Hàn Quốc. Đặc biệt trong giai đoạn 2014-2019, hội đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các chương trình dự án hợp tác tài trợ của Hàn Quốc như chủ trì vận động nhận tài trợ của tổ chức KFHI Hàn Quốc, 2 container quần áo, giày dép, đồ dùng học tập cho người nghèo tỉnh Thái Nguyên trị giá khoảng 350.000 đô la Mỹ. Năm 2017, hội đã chủ trì ký kết thỏa thuận với tổ chức từ thiện Diva Hàn Quốc hỗ trợ trường trung học cơ sở Bình Yên huyện Định Hóa xây dựng nhà lớp học 2 tầng, nhà hiệu bộ, các công trình phụ trợ với tổng trị giá khoảng 355.000 đô la Mỹ. Phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống người dân tại các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những chương trình dự án không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân mà qua đó thắt chặt, làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa tỉnh Thái Nguyên và Hàn Quốc, giữa hội với các đối tác Hàn Quốc. Từ năm 2014 đến nay, tổ chức GCS Hàn Quốc đã triển khai thực hiện hỗ trợ dự án Ngôi làng hy vọng tỉnh Thái Nguyên. Với tổng nguồn vốn hỗ trợ là hơn 10 tỷ đồng, triển khai tại địa bàn 11 xã của 4 huyện nhằm giúp người dân có vốn để chăn nuôi, phát triển kinh tế địa phương, góp phần gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Tôi đánh giá cao tầm quan trọng hiệu quả của mối quan hệ giữa hai quốc gia. Tổ chức Diva chúng tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động y tế, phúc lợi và giáo dục và nhiều hoạt động đã được triển khai tại tỉnh Thái Nguyên. Dấu ấn từ các công trình, ngôi trường mang tên Hy vọng đã được hình thành. Đây là dự án thiết thực và mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp do Trung tâm Hợp tác Việt Hàn tỉnh Thái Nguyên và tổ chức KFHI với sự tài trợ của Samsung Việt Nam thực hiện. Kinh phí xây dựng và phát triển của trường Hy vọng Samsung Thái Nguyên hơn 21 tỷ đồng dành cho việc xây dựng và đầu tư vào trang thiết bị và kinh phí hoạt động trong 10 năm đầu. Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc tỉnh Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức KFHI được hoạt động trên địa bàn tỉnh trong khuôn khổ hợp tác, chuẩn bị mặt bằng để tiến hành xây dựng dự án, hỗ trợ thủ tục hành chính để cấp visa dài hạn cho cán bộ người nước ngoài của dự án, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện tiến độ dự án, giải quyết những vướng mắc liên quan đến dự án. Tinh thần hiếu học của những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn đã được thắp sáng tại ngôi trường này.
Từ khi ngôi trường Hy vọng Samsung chính thức bắt đầu lớp học đầu tiên của mình vào tháng 9 năm 2018, chúng tôi đã thực hiện một số hoạt động để giúp học sinh phát triển toàn diện cả về mặt thể chất và tinh thần. Tại đây có tổng cộng 6 môn học cơ bản và 10 câu lạc bộ. Ngoài ra, sau mỗi giờ học, chúng tôi còn cung cấp bữa ăn dinh dưỡng cho tất cả các em học sinh. Những nhịp cầu hữu nghị được hình thành và vun đắp, quá trình giao lưu, hợp tác và gắn kết ngày càng gia tăng giữa Thái Nguyên với các địa phương của Hàn Quốc ngày càng bền chặt, tiếp tục là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc nhằm đem lại thịnh vượng, phát triển bền vững cho nhân dân hai nước.